Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tin vui đến với phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự đóng góp hào phóng của nhà hảo tâm, gia đình cô Thạch Lâm từ Canada, phòng khám đã được trang bị thêm 400 mét vuông trần la phong mới tại khu vực nhà chờ. Món quà ý nghĩa này sẽ giúp cho các bệnh nhân cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn trong những ngày mùa hè oi ả như hiện nay. Thay mặt toàn thể đội ngũ y sĩ và bệnh nhân, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình cô Thạch Lâm. Sự đóng góp của cô là nguồn động viên to lớn, giúp phòng khám ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Cử chỉ cao đẹp của gia đình cô Thạch Lâm là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, niềm vui của các bệnh nhân khi được hỗ trợ khám chữa bệnh trong môi trường mát mẻ, tiện nghi chính là phần thưởng quý giá cho tấm lòng nhân ái của cô. Chúc gia đình cô Thạch Lâm luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng. Bài viết này cũng là lời kêu gọi đến các nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước cùng chung tay góp sức để phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, có thể tiếp tục hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và có cơ hội phục hồi sức khỏe. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, để đảm bảo cho tiến độ thi công và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám của bệnh nhân, đơn vị thi công đã triển khai thi công trần la phong 2 ngày cuối tuần, bất chấp ngày đêm, các công nhân đã miệt mài làm việc để hoàn thành công trình đúng thời hạn. Đây là một nỗ lực ghi nhận của đơn vị thi công nhằm đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho bệnh nhân. Việc thi công vào 2 ngày cuối tuần sẽ giúp hạn chế tối đa việc di chuyển của bệnh nhân, tránh bụi mù và nguy cơ tai nạn lao động xảy ra. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và phòng khám, công trình thi công trần la phong sẽ hoàn thành vào tuần sau đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Sau khi hoàn thành, phòng khám có một không gian thăm khám khang trang sạch đẹp và tiện nghi hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho bệnh nhân. Dưới đây là một số điểm nổi bật của việc thi công trần la phong 2 ngày cuối tuần, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám của bệnh nhân. Việc thi công được triển khai thực hiện vào 2 ngày cuối tuần, giúp hạn chế tối đa việc di chuyển của bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến lịch trình thăm khám, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Việc thi công được thực hiện bởi đội ngũ công nhân lành nghề, có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, tiết kiệm thời gian thi công. Việc thi công liên tục trong 2 ngày giúp rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Sau khi hoàn thành phòng khám đã có một khoảng không gian thăm khám khang trang sạch đẹp và tiện nghi hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho bệnh nhân. Bài viết này là minh chứng cho sự nỗ lực của đơn vị thi công trong việc đảm bảo tiến độ thi công và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám của bệnh nhân. Đây là một hành động đáng khen ngợi và cần được nhân rộng trên lĩnh vực thi công xây dựng. Dạ, em Võ Thị The, 43 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em thì đi bệnh viện quê, thì bệnh viện tâm trí rồi phát bệnh, cái em đi lên ông Bú Hai. Thì ông Bú Hai mới kêu em là vô hóa chất 4 to xong rồi mổ. Rồi mổ xong rồi vô thuốc tiếp, mà em biết ở đây nè, rồi em không có theo bên Tây Y đó mà em xuống dưới đây luôn. Là xuống chỗ Cha Tường em trị được 3 tháng rồi đạt kết quả cao rồi cha cho về. Nay được về được hơn 6 tháng rồi em xuống trước cúng cha với thăm các thầy đây. Em xuống đây là đúng 3 tháng á. Đúng 3 tháng là em đi khám ở cấp, mà xuống đây được 2 tháng thì em khám ở Hòa Hảo. Rồi cũng đạt được, cũng như là giảm được hơn 50 rồi. Cái em ở thêm tháng nữa lên Thiên Ân thì đạt kết quả cao quá, rồi thầy Thanh cũng coi hồ sơ với cha coi rồi cha cho về.
Xong thì em cũng ăn theo cha vậy đó, đưa cha thì ăn cháo nano rồi uống trà thảo dược. Rồi mấy thầy thì kêu ăn rau củ quả rồi bổ thêm vô đặng cho có chất á. Thì tới nay hơn 6 tháng em cũng giữ phát đồ y gan vậy đó. Là tuyệt đối về là không có ăn thịt động vật nữa. Thì giờ em vẫn còn tiếp tục ăn vậy đó, rồi thì cũng bình thường rồi, chứ không có triệu chứng gì. Dạ. Thế bây giờ tiếp ăn uống ngủ nghỉ này nọ vậy? Ngủ được, hồi chưa xuống cha chỗ cha là ngủ không có được. Rồi mới xuống cái ngủ được đêm 2-3 tiếng từ từ, giờ em cũng như người bình thường rồi. Em bị ca dạ dày. À, em tên là Nguyễn Đình Luân, em đến từ Phú Quốc ạ. Phú Quốc Kiên Giang. Dạ, Phú Quốc Kiên Giang. Em có thể cho biết cái triệu chứng của mình như thế nào rồi đi bệnh viện xét nghiệm ra sao? Em thì em bị ung thư trực tràng, hiện thì khối u đang chảy máu. Em có đi Sài Gòn cắt khối u nhưng mà bác sĩ nói là cắt không được do nó xâm lấn qua tuyến tiền liệt rồi bàng quang. Nói chung là không chưa cắt được nên chỉ là đưa cái hậu môn nhân tạo ra bên ngoài thôi để cho giải quyết cái vấn đề tắc ruột thôi. Là hiện giờ thì khối u nó đang đau và chảy máu. Rồi tình trạng sức khỏe của em giờ ăn uống ngủ nghỉ đâu có ảnh hưởng gì? Em ăn uống thì bình thường ăn uống được nhưng mà ngủ thì ngủ không được do nó đau lưng. Đau lưng và nó khối u nó đau, nó chảy máu á. Nên là ngủ một đêm chắc được 1 tiếng, 2 tiếng là nhiều rồi. Thì sao em biết ở đây? Em là cũng xem YouTube là thấy. Rồi như nãy giờ thầy thăm tư vấn thì cái cách giữ gìn phát đồ đó, em cảm thấy như thế nào? Em thấy nó cũng bình thường, tại vì trước giờ em cũng ăn kiểu ăn gạo lứt rồi ăn kiêng cũng nhiều, ít ăn thịt động vật á, nên là em thấy em giữ được cái phát đồ đó là bình thường. Cái cách thầy thăm tư vấn đó, nó dễ hiểu không? Dạ, rất là dễ hiểu à. Như thế nào? Dạ. Như thế nào hiểu? Tư vấn rất là kỹ về cách mình ăn uống rồi cách mình đưa axit hay kiềm vào cơ thể đó. Rất là kỹ. Rồi cái nói chung hoàn cảnh gia đình của em như thế nào có thể kể? Hoàn cảnh của em thì nói chung là cũng không dư giả gì mà cũng không phải là thiếu thốn gì nhiều. Làm nghề gì? Em bên chụp ảnh cưới, làm thợ chụp ảnh. Dạ, em thì cũng xem YouTube, em cũng tìm hiểu cũng lâu rồi nên em cũng biết được cái quy trình ở đây. Nên là trước khi qua đây em cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đi qua nghiên cứu rồi ở đâu rồi những cái khoản chi như thế nào em cũng xem xét hết rồi, chuẩn bị đầy đủ rồi. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.